Xin kính chào ông bà quý vị các bạn. Hôm nay là hoàn thành cây cầu á, thì bữa nay mình đi qua nhà của em Mười Thương đang làm mấy cây cầu cho hoàn thành á, thì Thủy mời quý vị các bạn cùng đi với Thủy qua nhà bên em Hoài Thương nha. Giờ mình đã tới đường vô nhà của em Hoài Thương rồi, thì mấy chú đang ghim mấy miếng đan đang lót cây cầu á, mình đi vô tổng thử nha. Chú đã ghim được một cây rồi. Đan dày ghê không? Dày. Nhìn cái chất lượng à. Vậy là mấy tấc anh Hiền? Cái này bề ngang tới 1.4 xây rồi, là còn 1.2 hai, còn này tới mấy 7 phân này ạ. 8 phân. Để mình vô hỏi chú chừng nào mới đổ cái dốc. Ồ, đẹp ghê. Cái này đổ dốc với xây hai lan can nữa là đẹp rồi. Cái nhìn quá chắc chắn luôn mấy chú. Dạ, anh chào mấy chú. Chào ông Tư. Ủa, nay không có bán không? Không hả? Hiện nay sao không bán? Hả? Ở nhà coi kinh cầu hả? Nay nghỉ một bữa hả? Ông Tư, nay là cho Hoài Thương nghỉ một bữa hả? Giờ nay cho nghỉ một bữa. Ôi mấy anh kinh cầu nè. Dạ. Còn cây nữa. Còn cây nữa. Dạ. Cây này cây trong nhà nữa. Dạ. Trời ơi, cầu nhìn nó chắc chắn ghê luôn á. Dạ. Đẹp. Vậy là Hoài Thương đi đổ cái dốc nữa, Hoài Thương đi yên tâm rồi. Năm người hả? Năm người. Cái này là mấy, cái này là mấy phần? 8 phần hay 7 phần? 8 phần. 8 phần rồi. Chắc lúng còn 8 à. Lúng rồi. Quá trời luôn rồi. Vậy mới chắc. Chú hai ghi hổm á. Chú 8. Trong nhà mình cũng đổ cái gan vậy hả chú Tư? Tổng hả? Đổ bao nhiêu miếng chú Tư? Tổng 12 miếng. Cũng tư hay gì á. Bị dài cũng như bằng cầu này gì? Mình tính mấy cái dốc là chừng nào mới đổ chứ? Chắc mai hoặc mốt. Đó nè, có đổ dốc lên nè. Bữa nay lúc đan không cả ngày rồi. Dạ. Bỏ ăn cây bẫy mình chơi vậy. Cái nào bước đó hắc hồng vậy. Có thế để hai cây đặng để từ đầu tới hả? Rồi băng đây. Qua Lâm chắc đi không được quá, tại vì cầu có xây hai gạch hai bên thì còn có thước hai à. Không được. Qua Lâm thước tư cũng không được. Cây á. Đó. Muốn đi được rồi. Rồi. Hay quá. Cái đầu đó nhúng lên chút rồi, nó cũng được quá.
Còn mấy miếng nữa? 2, 4, 6, 7, 8 miếng hả? Ừ. 8 miếng. 8 miếng gì có dư ha? Cái này có hình như có dư lót cái dốc phải không? Dạ, lót cái đường thẳng đó luôn á. Dạ. Còn thêm hai cái đà trong tổng ra nữa. Hiện nay anh không có làm mà như anh phụ đây không? Hồi hôm tranh thủ 2 rưỡi đi. Dạ. Mới chạy về nãy giờ. Dạ. Hôm cải có không được đi vừa nữa. Anh cải gần đây không? Cải lúc ở trong ấp 4 lần anh. Dạ. Dạ. Bà chỉ làm gì anh? Đi làm cỏ á. Đi làm cỏ hả? Đi làm cỏ rồi. Có khi ai kêu đi phụ đám nữa. Ngày 29/11/2019 âm lịch nè. À, chữ âm lịch chiếc bên này rồi sao? Rồi rồi sao? Gáp liền cho mới được. Người hai miếng này hồi lên cầu cũng gáp dính vậy nè. Canh nha, để người này nó xéo lên đây. Đọc phải quay ngược lại. Rồi về trưa nằm ăn cơm rồi cái nghĩ ra phải viết cái gì đây. Mấy bữa trước bán được không cưng? Được. Được hả? Ở chân chùi chung chắc yên chung. Bữa nay lên chùa hả? Ừ. Rồi sao nữa? Chung chắc yên. Cúng tất niên hả? Ôi hay đã. Ông qua ấy. Ông qua có ghé hả? Rồi hôm nay ngoại thương có nên lên tỉnh không? Chung. Tốt luôn hả? Ông qua vô buổi chiều ơi. Bữa nay đi làm tạm rồi ha. Rồi ngày mai mấy chú đổ cái dốc xong là khô cái mình đẩy đi ngon rồi. Ngày mai chắc là xong xuôi hết là ngoại thương đẩy cái xe kia đi vô tới nhà luôn được rồi. Khỏi cần cái xe này. Đâu, cái đường xe kia đi cái đường đá cát này không được hả? Được. Được hả? Được. À. Cái xe kia nó nhẹ, còn cái này cũng như là có sắt cồn kềnh nó nặng. Đi về sớm không? Dạ, con cũng về sớm. Công trình này hoàn toàn sức người không ha? Không có máy móc gì hết á. Ủa sao mà chọt cái cây vô đó được à? Máng cái vỏ xe rồi đó, chú làm hay chứ. Chú cái móng nó đựng ếm luôn anh rồi. Chữ dữ lắm à. Cái này muốn coi chữ này phải mượn cái chuồng đi đó, đứng ngoài này chờ vô. Anh chỉ về nha. Mới chiều á mấy chú mới làm xong còn giờ sắp nghỉ trưa rồi. Giờ thì nhìn về. Buổi chiều anh chị sẽ qua trả lại. Cưng cũng vô ăn cơm đi, trưa rồi. Ôi trời ơi. Mười giờ rưỡi rồi. Nãy giờ có đi thử cây cầu chưa? Rồi hả? Thôi vậy chị chào Cưng, chị về. Chiều chị qua gặp lại. Mấy chú ở đây làm con về bển rồi, chị cũng qua. Rồi nãy em có nói với chú rồi. Đi nóng đinh đa nó mới trong rồi. Cái này là nó mình xây vậy nè. Xây trắng hai bên vậy đó. Này nó cứng ghê ha. Không có gập gền nè.
Dạ, mình hẹn là mấy chú là buổi chiều qua thì mấy chú đang đắp cái đê đặng móng móng cái móng cầu á, đắp bằng cái sình rồi mới đổ cát lên để cát. Mấy chú đang móc bùn thải lên nên là đắp hai cái bao bên cái đổ cát ở giữa hả? Đổ cát ở giữa. Rồi. Rồi đầu ở trên mình cát là tông. Dạ. Rào thải lên, tên chụp hay vậy. Vậy mới mốt thải vào chụp. Hay chứ. Đất này cũng cứng ha, cứng dẻo nè. Cứng cho nên đừng có bể nha. Đất này này ra nhìn thấy nó rộng. Ừ, nhìn thấy cầu nó rộng. Đi qua bên cầu bên này coi. Dạ, anh chờ đi. Cái bóng này đẹp hơn ha, cạn hơn ha. Đó, mà này dạ. Nhìn nó thoáng bự hơn cái đó ha. Ừ, rộng. Rộng. Đó là đứng ngay góc dừa đó một chút. Đồ quanh này đi cho nó. Dạ. Ừ, quanh cứ như làm cho nó eo eo theo vậy luôn ha. Đây. À, cái cầu đây mấy chú né cho nó eo qua đây rồi nè. Làm cái cầu tấm rồi hả chú? Rồi đã tất cả. Thất bại rồi. Cầu đóng rồi hả chú? Rồi, cái tàu cổng cũng rồi luôn rồi. Dạ dạ. Ừ, đang đắp cái móng này đẹp quá. Như vậy mình đổ lớp bê tông lên. Đổ cán vút bê tông này xuống luôn. Rồi. Mày Thương sao đứng đó vậy? Để đi thử mày Thương. Đi qua cầu cho anh chị coi đi. Giá ngày mai ngày mốt gì nữa là đi được rồi. Xong cái móng đó giờ thì đi vậy là quá tốt rồi. Thương hai bữa là đâu lên đẩy cái được không hổm đi lên đúng giá phải lật ngược lại hết rồi. Thương hổm luôn lật ngược cái xe lại bữa nay hết lật ngược rồi. Thứ tư. Đẩy được không? Chỉ là dễ đi hơn hôm đó thôi. Như cái móng đắp về đổ cát vô giữa xong rồi đổ bê tông một lớp bê tông nữa mình chạy xe dễ. Từ nước bánh tráng rồi nữa hả?
cũng lấy đất ở đây nữa. Đây mấy chú đổ xong cái dốc cầu lên rồi. Mấy chú đi về tắm rồi. Bây giờ còn chung mình chú Tư. Cái này ngày mai mấy chú xây thêm một cái hả chú Tư? Xây cái hàng gạch bên đây phải không? Hai lần gạch luôn. Dạ, là hai lần hai bên. Hai lần hai bên. Dạ. Đây bên đây cũng rồi luôn nè. Dạ. Kính chào quý ông bà quý vị và các bạn. Hôm nay qua nhà chú bên chú Tư thì làm xong hoàn thiện ba cây cầu, nhưng mà chưa có hẳn hoàn thiện, ngày mai đó mới là hoàn thiện hết. Nhưng giờ là cũng như tạm hoàn thiện rồi đó quý vị. Thì đây giờ cũng giao cho chú Tư xong luôn. Có nghĩa là còn đổ xây hai bên gạch, hai cái tiên gạch nhỏ nữa. Rồi làm coi hai cái dốc nữa là xong hả chú? Dạ. Thì cũng như là xong hết ba cây cầu. Dạ, nay tụi con rất mừng chú Tư. Thì để em mà thương đi tới luôn thì được, không có vướng bận hôm đó đi thì phập phòng ha, sợ con dáng nó gãy nào không hay. Thì Hiền xin phép đọc tên mình Hiền Quân mới giúp đỡ học kỳ rồi, Hiền có đọc rồi, hôm nay Hiền nó đi lại. Đó. Chị Lan, chị Vân, chị Liên, chị Thanh, là mỗi chị 100 đô Mỹ, cộng là 400 đô. Rồi cô Mai sẽ đeo 100 đô, cộng là lại là 500 đô, là 11.500.000 đồng hả. Thì mà mình tính mỗi một cây như vậy đó là 4 triệu, thì ba cây thì 12, nhưng mà mình nhờ mình làm một lượt đó, rồi công gắng nó đỡ hơn. Thì cái này là cái số tiền cũng tạm đủ trong ba cầu này nữa. Thì xin cảm ơn chị và cô, và cũng xin thay mặt cho 4 hộ gia đình ở đây là 4 hộ mà 14 nhân khẩu. Cũng cảm ơn chị và cô rất nhiều ạ. Và có cái cầu đi ăn Tết rồi rất nó yên tâm. Dạ, mình nữa Hiền xin cảm ơn ạ. Chú Tư nói là cảm ơn chứ đừng. Thì nói chung vậy, bữa hổm thì cũng khai trương làm cầu. Bữa nay Kiên Đan này cũng như lót ba cây cầu cũng tạm ổn, chứ cũng chưa có xong. Thì trước nhất thì tôi cũng thay mặt 4 hộ hôm nay thì cảm ơn mấy chị giúp đỡ dùm cho tiền làm được ba cây cầu đó, thì tôi cũng rất cảm ơn. Với cái nữa thì mấy đứa đi học nó cũng qua lại, nó cũng thuận tiện. Với 4 hộ này cũng có 2 bà cụ cũng già, đi cho nó ngon lành. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú Tiền. Clip của Thủy cũng đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.